Rồi ok anh em, thì mình dự định là sẽ làm máy xong là sẽ không có nổ máy cho các bạn nghe. Tại vì mình làm những cái dòng xe zin này thì các bạn xem clip mình nhiều các bạn biết rồi. Thì xe zin này không có canh chỉnh gì nhiều và nó rất là ok. Ăn thua lúc sấy nồng mình dặn thợ tiện là sấy như thế nào thôi. Thì các bạn đang nghe là đang nổ máy nha. Đó, mình đang gu đai cho các bạn nghe máy nè, bình mô lại nè. Nó dàn cáo, dàn áo ở trên đây là nó kêu e e nè nha. Đó thấy không, còn máy là im gu luôn. Đó, máy là không nghe một tiếng động luôn. Rồi ok, như là mình đã hoàn thành xong chiếc xe này cho anh trai này. Rồi ok, cũng tạm biệt các bạn luôn nha. Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Thì hôm nay mình có làm chiếc quay S100 này. Quay S100 nha, xe này cũng lâu lắm rồi. Đó, thì xe này mình làm cho một anh trai. Thì anh trai này có làm xe bên mình đó là 1-2 chiếc rồi các bạn. Đó, lúc trước thì anh ta, bạn của anh ta làm chiếc Full 125 Full cá mập á. Rồi cái mình làm xong xe im rồi, sau này là anh ta làm thêm một chiếc Full nữa. Đó, cũng Full 125 nữa. Rồi hiện tại là các bạn đang thấy là chiếc quay ớt này là cũng của anh ta luôn. Đó là cũng cảm ơn anh em đã tin tưởng mình và đã lại tìm ủng hộ mình rất là nhiều. Đó, thì những cái dòng xe này, ví dụ Full 125 đồ dòng xe này thì mình xài tất cả đồ là đồ tốt hết trơn nha các bạn. Nên rất là im. Đó, rất là im nên là cái độ bền nó là rất là cao. Đó, trừ khi mà 10 chiếc mà mình làm 10 chiếc phải không, là ở trong đó chỉ lọt một chiếc á, mình từng có nói với các bạn rồi, trong đó chỉ lọt một chiếc á, là không im về cái nhiều vấn đề khác nhau. Đó, chứ không phải là chiếc nào cũng ấm hết, nhưng mà 10 chiếc là chỉ có một chiếc là bị lỗi thôi, bị xào bạc này kia, ví dụ như vậy thì bắt buộc là mình phải gãi ra mình làm lại thôi, cái đó là cái nhiệm vụ của mình. Đó, còn hôm nay là tại vì cảm ơn anh em đã tin tưởng mình, đó nên mình quay clip này để cho anh xem đồ ở trong chiếc xe của anh làm như thế nào. Đó, thì chiếc xe này là không có nâng cấp, không có gì hết trơn nha các bạn. Đó, tại vì xe yếu làm dưới cái phần thứ hai, cái nòng là bạc bê tông xài lâu ngày nó bị xào này kia, thì sẵn là làm hết luôn. Thì hôm nay là em làm cho anh là hai cây sức bắp của anh bị gơ, thì em thay lại cho anh hai cây sức bắp tốt ha. Ok rồi, nồi á thì em làm cái nồi cho anh cho mạnh. Thì sáng em có hỏi anh là xài đồ zin ở trong hãng hay là đồ tốt bên em. Đó, vừa mạnh mà vừa ok luôn. Thì anh nói là làm đồ bên em đi. Đó, thì em làm cái bộ nồi là đồ ở bên em luôn. Đó, thẳng quay cái bộ nồi thì trả lời cho các bạn. Nhiều bạn nói là xài bố cước sẽ phá chuông phá nồi dữ lắm, bố ba càng nè. Thì mình xin trả lời cho các bạn nghe, bố cước nó có nhiều dạng bố cước để mình xài ha, chứ không phải bố cước nào cũng phá cho nghe các bạn. Đó, hiện tại là bố cước ở bên mình là vừa xe, vừa mạnh, vừa bắt, nhưng mà không phá chuông nha. Rồi ok, là bố cước. Còn bố này á là em thay bố tốt cho anh luôn, là bên em. Đó, rồi em thay những cái phím lá phím sắt mà nâng cấp ở bên em luôn, là lá phím sắt có lỗ. Còn những cái lá phím sắt của anh á thì em không có sử dụng nữa. Đó, tại vì đây là lá phím sắt trơn, nhưng mà em sử dụng cho anh á cũng rất là ok. Có nghĩa là nó không có phá bố, nó không có mòn bố này kia. Thì bố nồi ở bên em á, bố lá này á thì xài luôn cho các dòng phím sắt độ luôn. Đó, nói chung là vậy đây. Đó, nói chung là bộ bố này là xài cho phím sắt thường cũng được, mà phím sắt độ cũng được. Đó, tiện lại. Tiện lợi chứ. Còn cái nồng hiện đại là cái nồng của anh á, thì em làm lên là sấy nồng bạc bê tông tốt. Mất nét rồi. Sấy nồng bạc bê tông tốt luôn nha. Đó, ok. Rồi, ắc thì ắc bê tông thì thay ắc mới. Ắc bê tông thì thay ắc mới. Rồi cái thước này các bạn đang thấy là mình mới canh lại cái nồi lại cho anh trai này. Không phải mà cái nồi nào mà về á là mình cũng gắp vô liền ha. Về mình cũng đo này kia, mình canh á là theo cái thông số ở bên tiệm mình, có nghĩa là có theo cái thông số mà sư phụ mình từng chỉ mình hay không. Chứ không phải mà lấy cái nồi ở trên mấy các anh thợ thiện về á là nhờ gắp vô cho anh em á, không có. Nếu mà mình đo về á là mình đo lấy cái thước mình đo lại, nếu mà chuẩn á, vừa ý với giống như ở bên tiệm mình ok á thì mình khỏi canh lại. Canh có nghĩa là để canh phíp dài mỏng lại thôi, để cho nó theo đúng ly đúng tấc ở bên tiệm chạy cho bốc. Đó, đó là cái lời khuyên của sư phụ mình lúc mà mình đi học nghề vậy thôi. Đó. Rồi xong.
thì dọn dẹn đồ của anh trai là như vậy đó. Bây giờ em sẽ đi gắp đồ vô, còn cốc cam cò đồ của anh trai thì vẫn còn bình thường hết, giờ chỉ đi rửa đồ gạo gon và gắp gon mới này kia vô thôi đó. Cho cái máy im thì vì sự tin tưởng của anh em thì mình quay đồ lên đây cho anh chủ xe này xem nó như thế nào đó. Anh chủ xe này là sáng đặt cọc tiền luôn đó, là tiền bạc không thành vấn đề, miễn chiếc xe ngon im ok là được. Thì những các cái dòng xe zin này thì gắp máy vô thì các bạn yên tâm, máy luôn lúc nào cũng ấm, nên là cái công đoạn là nổ máy mình không có quay chi cho các bạn nghe, tại vì bên mình làm quá trời nhiều xe rồi, mình cũng từng quay rất là nhiều rồi đó, nên là cái công đoạn này mình xin bỏ qua, là clip này là quay đồ để cho cái anh chủ xe này xem như thế nào ha, để nhiều khi chụp hình lại á, chụp hình lại là đưa cho chủ xe xem á, thì nó lu bu cái lời nói của mình á, nó không có bằng cái clip mà hiện tại là mình thực hiện. Đó, dọn dẹn là chiếc xe của anh trai như thế, là cảm ơn anh trai. Còn có nhiều bạn hỏi địa chỉ của mình ở trên trên YouTube nè, mình nói luôn đó, là mình nói địa chỉ là mình nói là các bạn cứ lên Google đó, rồi chấm chấm chấm, rồi câu sau mình mới nói là lên hỏi chị Google địa chỉ của mình nhé. Cái bắt đầu các bạn ấy là ông đùa với tôi hả, tôi hỏi địa chỉ mà ông đùa, ông giỡn mặt với tôi hay gì. Có hai ba bạn gì đó ngộ, mình nói sự thật mà, mình lớn rồi, mình làm ăn cái nào nó chơi thì nó chơi, cái nào nó thiệt thì nó thiệt. Trời ơi, hỏi mình á, mình kêu lên Google đi, cái mình kêu đi lên Google hỏi Google là ra địa chỉ liền. Ông đùa với tôi hả? Còn bạn kia là ông lớn rồi, ông giỡn với tôi hả? Hỏi địa chỉ ông mà ông xàm xàm. Trời ơi, mình nói sự thật. Trời ơi, trên Google có địa chỉ rõ ràng thì mình nói địa chỉ Google. Có các bạn cứ mà nói mình này kia hoài, mình nói sự thật. Cái nào trên clip mình nói chơi là nó chơi. Những cái khúc nói chơi là mình thường hay cười hoặc là mình ghép tiếng cười vô. Còn cái khúc nào mà quay nghiêm túc là nghiêm túc. Trời ơi, đâu phải mà lúc nào cũng nói đùa nói giỡn được các bạn. Làm ăn mà đâu phải mà chuyện khơi khơi đi nói đùa, không lẽ tiệm tôi ở Cần Thơ mà tôi chỉ bạn đi xuống Cà Mau xuống dưới làm gì, đúng không? Địa chỉ ở đâu thì mình chỉ như vậy cho các bạn lên chợ, các bạn có số điện thoại, có địa chỉ các bạn dễ tìm. Đó mà các bạn nói mình giỡn mặt với các bạn, đùa giỡn với các bạn. Trời ơi, mình nói thiệt. Không, mình nói cái này á, là mình biết là các bạn suy nghĩ á, là ông này ông giỡn với mình, chờ kêu lên hỏi chị Google giống ở trên mạng xã hội này kia đó. Mấy cái clip hài ở trên TikTok này kia á, kêu hỏi gì cái lên Google hỏi, nhầm khi các bạn suy nghĩ như vậy. Trời ơi, tôi nói thiệt á, tôi kêu lên Google đánh là ra địa chỉ tiệm tôi liền. Đó, tôi nói thiệt chứ tôi đâu có giỡn như mấy má đâu, mấy má ơi, trời ơi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ kết thúc clip tại đây, thì quay đồ cho anh trai chủ xe này thấy đồ mình như thế nào, xài như thế nào ha. Đồ của anh là em làm đồ full tốt luôn nha, full tốt ok từ A đến Z luôn, chỉ nâng cấp cái nồi lên chút xíu cho anh chạy bắt thôi. Em biết là anh chạy không có tốc độ bao nhiêu chân, bảo đảm anh là chiếc xe anh là anh chạy không có kéo này kia, nhưng mà em phải làm mạnh cho anh để khi mà anh đi đường xa anh vượt xe cho nó ngon chút xíu. Còn tất cả đồ nồng là em sẽ làm zin cho anh hết, hoàn toàn zin, nhưng mà đồ rất là ok, không phải mà là đồ bình thường. Nói chung là đồ tốt đó, làm cho anh nói chung là cũng giống mấy chiếc Fuel 125 của anh lúc trước thôi, xài đồ tốt full hết đó, dọn dẹn là như vậy. Rồi tạm biệt anh em nha. Rồi bây giờ là tới phiên chị Google chỉ đường cho các bạn nha. Tạm biệt các bạn. Hello chị Google, cho em hỏi là tiệm sửa xe gắt nằm ở đâu vậy chị? Chị trả lời cho em biết coi. Thì mày cứ lên Google mà hỏi địa chỉ nó nhé. Thì em đang nói với chị nè, em đang hỏi chị là tiệm sửa xe của thằng gắt ở đâu nè, để em biết em lại em sửa xe chị ơi. Tao nói với mày là lên Google mà hỏi nghe không? Sao chị nhây dữ vậy? Em đang nói chuyện với chị mà chị trả lời gì đâu không vậy? Sao mà chị nhây dữ quá trời nhây luôn vậy trời? Tiệm sửa xe gắt nằm ở đâu? Chị cứ nói đại đi. Tao thấy mày mới ngay đấy, tao kêu mày lên Google mà hỏi rồi mà thằng điên. Trời ơi, chị bị điên hay gì vậy? Tôi đang hỏi mà chị cứ đùa hoài vậy. Hả? Trời ơi, tao hỏi địa chỉ mà chị trả lời gì đâu không à. Tao lớn thế này cả thế giới biết sao mà tao đi đùa với mày hả thằng khùng?